Vâng, xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Togo Camera. Thì như hôm nay mình đang ở một bãi đất, hôm nọ test FPV. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn tiếp là một sản phẩm của DJI liên quan đến bộ FPV này. Thì có lẽ trong video trước bọn mình cũng đã giới thiệu đến các bạn cái motion controller rồi. Thì hôm nay mình đã có sản phẩm ở đây. Đó, đây chính là chiếc hộp motion controller, chính là cái tay cầm điều khiển mà anh em đang rất mong đợi. Thì mình sẽ mở hộp nhanh cho anh em luôn thôi. Thì cái này nó khá đơn giản. Ở đây chúng ta có một, trong hộp thì có một tập sách hướng dẫn sử dụng này. Mình sẽ mở ra, ui chết trà rách rồi. Trong này thì có sử dụng thôi, nhưng cái này thì toàn bằng tiếng Anh và tiếng Trung. Đó. Và một cái tay cầm, một cái dây đeo. Vậy thôi, về cái hộp thì nó khá là đơn giản. Đó. Thì chúng ta có một cái tay cầm điều khiển ở đây. Thì nhìn sơ sơ qua thì khá là giống với cái máy đo thân nhiệt. Đó. Cái cảm giác qua ban đầu giống cái máy đo thân nhiệt. Cầm thì khá là sướng tay, chất liệu thì là vẫn giống cái chất liệu cái tay cầm điều khiển thông thường anh em sử dụng thôi. Đó, và có một cái dây đeo nữa. Thì hôm nay mình cũng sẽ chỉ sơ qua như vậy về cái phần mở hộp thôi. Chủ yếu ở trong video này là mình sẽ cùng các bạn trải nghiệm xem là khi mà điều khiển cái motion control này với cái FPV thì có gì đặc biệt hơn và có gì hay ho hơn so với cái điều khiển thông thường nhá. Bây giờ thì bắt đầu vào video thôi. Ở đây mình đã có cái điều khiển rồi. Anh em nhìn lần đầu chắc là sẽ biết sử dụng ngay thôi, dễ lắm. Mình ở trong video sau thì mình sẽ hướng dẫn anh em cách kết nối giữa cái điều khiển này và cái giữa cái kính điều khiển và cái flight cái FPV. Đây mình sẽ bật cái FPV lên. Ok. Sau đó là bật cái ok, kính đã hoạt động rồi. Mình chỉnh lại cái kính một chút. Ok. Ok, và sau khi mình kết nối xong thì trên này nó sẽ hiện một cái bảng thông báo. Bây giờ thì mình sẽ set up cái này. Đầu tiên thì nó bắt mình đứng cách xa so với cái fly. Bắt cách xa khoảng tầm 5m. Ok. Tiếp theo đó thì chúng ta có hướng dẫn các cái điều khiển ở trên này. Chúng ta có phím lock này, chúng ta có phím phanh, chúng ta có tùy chỉnh mode. Ok. Chúng ta có một cái cần tăng ga ở đây này. Chúng ta có cái chỉnh góc của fly này, một nút ghi hình này. Đó, ok. Và bây giờ thì nó sẽ có một cái đoạn video introduction hướng dẫn các bạn bay ở ngay trên cái kính này. Cái đoạn video hướng dẫn này thì mọi người có thể xem ở trên cái video mình đã hướng dẫn các bạn ấy rồi. Mình đã có một cái video giới thiệu cho các bạn rồi. Thì các bạn có thể xem thêm ở đây. Ok, và bây giờ thì mình sẽ thử bay nhá. Trên này nó sẽ có một cái phần khung hướng dẫn để cho anh em giữ cái điều khiển luôn là thẳng. Bây giờ đây các bạn nhìn tay mình này. Em quay kỹ cho anh cái tay nhá. Ok, và bây giờ thì mình sẽ ok, đó. Các bạn nhìn thấy chưa? Đó. Ok. Đó, và ở trên này thì nó sẽ có một cái hướng điều khiển. Bây giờ mình sẽ chỉnh lên. Ê, anh em nhìn thấy không ạ? Mình sẽ đứng gần ở đây nhá. Đó, đó. Mình sẽ ghi hình luôn nhá. Đó. Đó, các bạn thấy không ạ? Đấy, cả về cái độ nhạy ấy thì mình thấy là nó khá là... Đây, bây giờ mình sẽ quay sang bên này. Nói chung là điều khiển khá là dễ anh em ạ. Đó. Nói chung là anh em bay như thế nào thì cái fly nó sẽ bay theo y như thế. Đó, khá là dễ thôi. Wow. Nói chung là cái này mình cảm giác là dễ điều khiển hơn là so với cái những cái khác. Đó, kính quạt rất là to. Các bạn sẽ quay người để quay fly nhé. Quay vòng tròn.
nói chung là sẽ hơi chóng mắt một tí. Ok, và bây giờ thì mình sẽ bay lên. Wow. Nói chung là khá là thú vị các bạn ạ. Nói thật với các bạn là mình cũng hơi chuếnh. Tại vì là thứ nhất là mình bay nhanh, và cái thứ hai là lâu lâu rồi mình cũng mới bay fly trở lại, thế nên là cái cảm giác nó sẽ hơi phê phê. Tuy nhiên thì sau một vài vòng bay chơi chơi và bay thử nghiệm thì có vẻ như là cái điều khiển này khá là dễ điều khiển. Và nếu như anh em nào mà thích trải nghiệm thì có thể mua cái điều khiển này. Ok, vậy là video trải nghiệm nhanh của mình đến với cái sản phẩm này chắc chỉ như vậy thôi. Anh em nào có thông tin gì thêm hay là muốn mình làm thêm video clip nào thì có thể để lại bình luận phía dưới comment. Còn bây giờ thì mình xin phép là mình sẽ bay tiếp thêm một lúc nữa. Thế nhá, bye anh em.